Lưu ý trang phục khi đi phượt ở Hà Giang mùa lạnh. Khi mà mình ở miền Nam nó nóng quen rồi, mình ra miền Bắc thì mình sẽ không lường trước được là nó sẽ rét như thế nào. Nên là khi mà mình ra đây á, mình có chuẩn bị một cái bao tay. Tuy nhiên thì bao tay này là vẫn chưa đủ nha các bạn. Mình phải dùng một cái bao tay dày hơn. Nhưng mà cái này mình sẽ mặc vào sau. Vì trời nắng nên là mình sẽ đeo thêm một cái bao tay này. Mình sẽ bảo vệ full cánh tay dưới đây rồi mình sẽ xả cái tay áo xuống dưới tiếp luôn nha các bạn. Thêm một cái áo hoodie. Cái hoodie này rất là quan trọng. Tại sao quan trọng thì tí nữa mình sẽ nói sau. Mình sẽ thêm áo khoác. Các bạn đừng nghĩ là tại sao mà mặc nhiều lớp vậy. Thực ra là khi mà mình đi gió nó rét dữ lắm, nó không xi nhê đâu. Khi mà mình đi thì nó rất là lạnh, cái lỗ tai này nè, nó vô là sẽ nó bị bút cái tai xong rồi đau đầu luôn. Nên là mình sẽ đeo một cái khẩu trang. Mình đeo khẩu trang để cho gió nó không có vô cái mũi. Rồi sau đó mình sẽ đeo thêm một cái đội đầu này. Thực ra cái đội đầu này á có cũng được không có cũng được, nhưng mà có thì càng tốt các bạn. Nhưng mà mình có cái này mình vẫn đeo thêm khẩu trang là bởi vì gió nó lùa vô cái lỗ mũi của mình, nó dễ bị đau mũi đau họng lắm. Tại vì cái này thì nó sẽ thổi xuống cái lỗ với cái cổ mình nè, nó sẽ giữ ấm cái cổ mình hơn. Rồi cái hoodie này á, có cái mũ này nó sẽ che được cái lỗ tai của mình á. Các bạn lưu ý, mình tất nhiên mình hay mang giá xịn chút, dày chút cho nó giữ ấm. Còn giày á thì mình đừng có mang mấy cái giày kiểu cổ thấp quá hay là nó mỏng quá nha. Mình một là mình mang giày bút da luôn, còn không thì mang mấy cái giày thể thao mà cổ cao một chút để cho nó giữ ấm. Cái này mình mang giày da để nè, bụi quá trời luôn, đi đường địa hình xấu nữa. Với lại các bạn mặc quần á thì mặc quần jean hoặc là nói chung mặc quần gì mà dài một chút nha, đừng có mặc quần ngắn quá, đừng có mỏng quá. Cái này á các bạn nhìn là có vẻ là nó kín rồi đúng không, nhưng thực ra khi mà mình đi á nó rất là lạnh luôn. Cái tay tối hôm qua mình chạy ở đường núi, ở trong đường đèo núi mà 3 tiếng. Mặc dù là đeo cái bao tay phao này rồi nhưng mà nó vẫn lạnh, nó lạnh tới nỗi mà cái tay gần như là gần muốn tê cống luôn các bạn. Rồi các bạn thấy là kính hết chưa? Rất là kính luôn nè. Gió nó bớt lọt vào nhưng mà thật ra là còn con mắt nha. Mình phải đeo cái mắt kính nữa. Nếu mà trời sương nhiều mình đeo mắt kính thường, còn mắt trời nắng thì mình đeo mắt kính râm. Hôm qua giờ mình không đeo mắt kính râm luôn. Xong. Đợi nha. Trời ơi, mày đặt đầu về Hà Nội. Nguyên một ngày đầu ngày hôm qua mình công sức kem chống nắng, không kem dưỡng ẩm. Xong rồi cái da mình nó rét. Tính là về lại Hà Nội. Nó lạnh quá nó rét. Vui lại rồi. Và con tim đã vui trở lại.